tiểu sử diễn viên Hồ Bích Trâm. Hồ Bích Trâm là một gương mặt nữ diễn viên mới trong làng điện ảnh Việt Nam. Cô được đánh giá cao trong khả năng diễn xuất. Bên cạnh đó, cô còn gây chú ý với ngoại hình ưa nhìn của mình. Cô từng lọt vào top 20 của cuộc thi Miss Teen vào năm 2010. Bích Trâm sinh ngày 4 tháng 12 năm 1991 tại Quảng Ngãi. Hồ Bích Trâm có tuổi thơ khổ cực. Mẹ cô bỏ nhà ra đi khi cô mới lên 8 tuổi. Sau đó cô phải tự mình vào Sài Gòn để kiếm sống và làm việc tại một quán cơm. Tại đây, cô được bà chủ của mình cho đi học bổ túc vào buổi tối. Năm 2009, nhờ vào sự động viên của người anh họ, cô đã thi đậu vào trường sân khấu điện ảnh. Thời gian sau đó, cha của cô ngã bệnh và qua đời. Cô tự mình bươn chải với cuộc sống, từ các nghề làm mẫu tóc, người mẫu ảnh hay đóng kịch. Nhờ khuôn mặt sáng của mình mang vẻ đẹp trong trẻo, những bộ ảnh cô làm mẫu nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Hay nhờ vai một cô bé đói khổ trong vở kịch Năm Ngón Tay đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Bên cạnh đó, cô không ngừng học hỏi để theo đuổi niềm đam mê của mình trong lĩnh vực điện ảnh và người mẫu. Cô được đánh giá là một trong những hình tượng của giới trẻ khi vượt qua được cuộc sống khó khăn khắc nghiệt để tiếp tục bước đi theo đuổi ước mơ của mình. Hiện nay, cô vẫn luôn cố gắng rèn luyện bản thân với mong muốn sẽ trở thành một nữ diễn viên chuyên nghiệp. Hồ Bích Trâm, tuổi thơ vất vả, trải qua nhiều thử thách cuộc đời. Hồ Bích Trâm sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, lại thêm vấn đề gia đình ly tán nên cuộc sống cô càng thêm khó khăn. Đó cũng chính là nguyên nhân thôi thúc một cô gái chỉ mới 15 tuổi quyết định khăn gói lên Sài Gòn lập nghiệp. Nơi xứ người, công việc đầu tiên cô làm là phụ việc ở quán cơm. Đến năm 2009, được người anh họ gợi ý, cô đăng ký và thi đậu vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Những tưởng những sự đau khổ sẽ không còn, thì khi vừa nhận được giấy báo trúng tuyển, Hồ Bích Trâm đã phải nghe tin bố mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và qua đời không lâu sau đó. Hồ Bích Trâm trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình, nên cô càng nỗ lực hơn nữa, dù chỉ đang là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường. Trong năm đầu tiên, nhà trường quản lý gắt gao nên Hồ Bích Trâm chỉ làm người mẫu ảnh, bán cà phê trên vỉa hè để kiếm tiền nuôi sống bản thân và thực hiện ước mơ của đời mình. Sang năm thứ hai, vì muốn trang trải nên cô giấu thầy cô nhận show diễn bên ngoài. Vai diễn đầu tiên của người đẹp xứ Quảng chính là vai Hoa Thầy Bói trong bộ phim Hoàng Tử Xấu Trai của cố đạo diễn Châu Huế. Cô đã cùng nhiều bạn bè đi casting và trở thành một trong hai người được nhận vai. Cũng từ đây, Hồ Bích Trâm bắt đầu sự nghiệp đóng phim chuyên nghiệp của mình. Cô được khán giả nhớ mặt gọi tên qua những bộ phim truyền hình nổi tiếng như Sỏi Đá Cũng Biết Yêu, Con Đường Hoàn Lương, Muôn Mặt Cuộc Đời, Lời Nguyền Lúc Không Giờ, Muôn Kiểu Làm Dâu, vân vân. Đến với nghề diễn xuất, Hồ Bích Trâm được đồng nghiệp nhận xét là một con người cực kỳ nghiêm túc và tâm huyết với nghề. Có lẽ vì vậy nên cô luôn được chọn mặt gửi vàng cho nhiều vai diễn khác nhau. Năm 2021, nữ diễn viên đạt được nhiều thành tích đáng nể với bộ phim Chiếu Mạng do chính mình đầu tư, lên ý tưởng sản xuất, mang tên Về Nhà Ăn Tết. Bộ phim có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trong làng điện ảnh như nghệ sĩ Hoài An, nghệ sĩ Hải Bảo Trung, Khương Dừa, diễn viên Quách Ngọc Tuyên, Hà Trinh. Phim lấy đề tài là về quê ăn Tết, gần gũi, cộng thêm nét diễn tự nhiên thu hút, nên phim của Hồ Bích Trâm luôn đạt thứ hạng cao trên top trending mỗi khi ra mắt tập mới. Bên cạnh diễn xuất, Bích Trâm còn là một nghệ sĩ cân được nhiều lĩnh vực khác nhau. Năm 2010, là diễn viên đạt giải Miss Thân Thiện trong cuộc thi Miss Teen toàn quốc. Hồ Bích Trâm từng bế tắc vì chuyện gia đình. Hồ Bích Trâm lần đầu tiết lộ về chuyện gia đình, nhất là khoảng thời gian vô cùng căng thẳng khi cô phải gồng gánh nhiều khoản nợ lớn cho anh trai. Cô cho biết, có một khoảng thời gian anh hai của em ham chơi và phá rất nhiều thứ. Nhiều đến nỗi mà phải trả nợ hoài, em đang quay phim mà gọi cho em cháy máy. Trả nợ cho anh đi, người ta dí anh xuống gầm cầu rồi, anh không có chỗ ngủ, người ta đòi chặt tay anh. Đó là những câu mà em bị ám ảnh trong một thời gian dài. Em sống mà phải đi trả nợ cho anh biết. Đủ thứ chuyện ập tới cùng lúc nên em bị stress nặng lắm. Toàn nghĩ tiêu cực. Tại sao em sống mà bị áp lực quá? Nhưng cho đến ngày hôm nay, tôi rất tự hào vì anh ấy đã trưởng thành, thay đổi và trở thành người đàn ông tốt của gia đình.
Tôi rất vui vì cảm nhận được tình thương mà anh hai dành cho mình. Cô nói. Tài sắc nhân hậu, nhưng tình duyên của Hồ Bích Trâm cứ mãi lận đận. Phong cách sống của Hồ Bích Trâm cũng rất giản dị. Cô không thường diện những bộ cánh đắt đỏ quyến rũ, mà chỉ đơn giản là một chiếc quần jean áo thun. Thay vì những chuyến đi du lịch xa hoa, Hồ Bích Trâm chọn lựa việc đóng phim và đi làm từ thiện. Nếu là khán giả quan tâm đến Hồ Bích Trâm, ắt hẳn bạn sẽ biết rằng cô là một người chăm làm từ thiện. Nữ diễn viên thường xuyên giúp đỡ quyên góp cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp đất nước. Đặc biệt là đối với quê hương xứ Quảng, Bích Trâm luôn đứng lên ủng hộ mỗi khi có thiên tai xảy ra. Xinh đẹp diễn giỏi nhân hậu là thế, nhưng cuộc sống tình cảm của nữ diễn viên lại không được trọn vẹn. Người thân không bên cạnh, hay là yêu đương với người cùng ngành đều bị phản bội. Trong đó, mối tình ồn ào nhất của Hồ Bích Trâm có lẽ là với nam diễn viên Minh Luân. Cả hai quen nhau khi đóng phim chung Lời Nguyền lúc 0 giờ, nhưng một thời gian sau đó, Minh Luân lại công khai xin lỗi Hồ Bích Trâm trên sóng truyền hình và mong muốn quay lại với tình cũ là Ninh Dương Lan Ngọc. Điều này khiến nữ diễn viên xứ Quảng bị sốc và quyết không tha thứ cho anh suốt một thời gian dài. Cũng kể từ đây, Hồ Bích Trâm không công khai mối tình nào nữa. Sau mối tình ồn ào với Minh Luân, Hồ Bích Trâm bất ngờ thông báo lên xe hoa với người chồng hơn 7 tuổi. Kết hôn ở tuổi 31, Hồ Bích Trâm khiến nhiều khán giả vui mừng và gửi lời chúc phúc đến cô. Được biết, chồng của cô là người kinh doanh. Trong thời gian quen nhau, anh chính là người thường xuyên đồng hành với cô trong các hoạt động từ thiện, với vai trò là nhà tài trợ. Mặc dù là bạn trai, nhưng cả hai rất ít khi thể hiện tình cảm khi xuất hiện cùng nhau. Anh chững chạc và tâm lý, người thích cuộc sống bình dị, nên vì lẽ đó đã tạo sự tin tưởng cho Bích Trâm. Cả hai tổ chức đám cưới vào ngày 5 tháng 5 năm 2021. Sau 3 năm chung sống, hiện hai người đã có hai cậu con trai. Cuối cùng, Hồ Bích Trâm cũng đã có bến đỗ cho đời mình với một gia đình viên mãn. Chúc nữ diễn viên sẽ luôn hạnh phúc và ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!